phà cắt lái đang bị quá tải sau hơn 40 năm hoạt động trên sông Xoài Rạp. Khu vực này thường xuyên xảy ra kẹt xe, nhất là vào những ngày lễ Tết. Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án xây dựng cầu cắt lái thay phà cắt lái kết nối trực tiếp khu vực Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh với huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Theo thiết kế, cầu cắt lái bắc qua sông Xoài Rạp kết nối huyện Nhân Trạch, Đồng Nai vào quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, dài 3.782m, phần đầu chính dài 650m, quy mô 6 làn xe cơ giới và 3 làn xe thô sơ. Lề bộ hành mỗi bên 1,5m, kết cấu bằng dây băng, hai trụ tháp, vốn đầu tư dự kiến hơn 9.000 tỷ đồng. Về phương án hướng tuyến, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đều thống nhất chọn phương án 2 cho dự án xây dựng cầu cắt lái. Cụ thể, cầu cắt lái được xác định có điểm đầu giao cắt với đường vành đai 2 tại cầu Kỳ Hà 3 và 4, tuyến đi dọc theo hành lang xanh của rạch Ngọn Ngay và vượt sông Đồng Nai đi qua khu vực đất nông nghiệp thuộc các xã Phú Hữu và Phú Đông, Nhân Trạch, và cắt qua đường tỉnh 25C kết nối với cao tốc Bến Lức Long Thành tại điểm cuối dự án.